Hello các bạn. Hôm qua anh có đăng cái video trang trí hoạt hình lên trên áo thì có rất nhiều bạn muốn được lên TV. Nên hôm nay sẽ cho các bạn lên TV nha. Và bạn nào muốn được lên TV ở những cái clip kế tiếp thì các bạn bình luận là em muốn lên TV hoặc tôi muốn lên TV nha. Đầu tiên bạn lên được TV ngày hôm nay đó chính là bạn Kim Nguyên 8191 được lên TV. Bạn Cha Kim Ke 89 được lên TV. Bạn Trung Tuấn Cà Mau được lên TV. Và một số bạn nào nè, bạn Gia Thịnh, bạn Huệ Hoàng Thi, bạn Sa Phan Thế Vũ, bạn Thanh Thủy, bạn Ren Kun, bạn Chăm đây nè, bạn Kim My 293 và bạn Minh Anh Nguyễn 6307, các bạn đã được lên TV. Bạn nào muốn lên TV nữa, các bình luận lại em muốn lên TV nha. Và hôm nay là một clip mà được làm được kiểu như là có nhiều bạn quá yêu cầu rất là nhiều và anh thấy cũng rất là hay. Và hôm trước anh Minh cũng nói là một số clip như là trốn tìm ở trong nhà nè, trốn tìm ở ngoài chợ nữa, và các bạn rất là thích luôn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ làm một clip trốn tìm tiếp tục theo yêu cầu các bạn fan, như là bạn Bạc Thân 1666, chị ơi làm cho trốn tìm ở ngoài đồng đi, em kêu cả dòng họ và cả sớm cho đăng ký cho chị đó. Và bạn Dung Nguyễn cũng bình luận giống như vậy luôn cho trốn tìm. Bạn Dê Thạch 3410 cho trốn tìm ngoài đồng đi chị. Và bạn Thon Thanh 3270 trốn tìm ngoài đồng được tới 14 like. Ok, hôm nay là một clip trốn tìm ở ngoài đồng nha các bạn. Ok, let's go. Let's go. Các bạn ơi, trước khi quay video mới, mình muốn thông báo với chị Vi rằng cái video vẽ hoạt hình lên áo á, bây giờ đội mình đã giành chiến thắng được 82% rồi nha các bạn. Bây giờ á, hai đứa mình muốn chị Vi trả kèo gì đó đi. Ok mọi người, để mình xin một phút để trả kèo cho hai đứa này nha. Đầu tiên là mình sẽ đi mua những đồ học tập trước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mua những đồ học tập để mình học, để mốt mình vô học cái mình sẽ khỏi cần đi mua, khỏi tốn tiền. Đi tốn tiền vẫn là phần thưởng của hai. Các bạn ơi, hai đống này là chị Vi trả kèo cho tụi mình. Mình đừng có ngờ hai đống này có chút xíu vậy thôi mà tận 900 ngàn. Không cố mình ra ngoài tính tiền mà mình phát sốt vậy đó. Hai đứa mình đã cố gắng mua thật ít để không tốn tiền chị Vi và anh Mon rồi, mà cuối cùng ra tính tiền hai bọc này tới 900 ngàn luôn. Là món đồ thật là ý nghĩa đối với mình, và mình sẽ giữ gìn giỏi để cho chị Vi tặng thêm quà. Hello các bạn. Chào bạn. Ok, hôm nay sẽ là một clip theo yêu cầu các bạn fan nha. Đó chính là trốn tìm ở đồng ruộng. Nhưng mấy hôm trước anh Minh cũng có làm mấy clip trốn tìm rồi, trốn tìm ở trong nhà, trốn tìm ở ngoài chợ. Thì clip trước là chơi trốn tìm, hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái khác xíu nha mọi người. Thế là chúng ta sẽ chơi trốn kiếm. Thì trốn kiếm ở đây ai hiểu trốn kiếm là thế nào thì giơ tay hỏi cho anh Minh biết. Ok. Em rồi. Biết nè, là giống như là một người nào đó nhắm đi rồi mấy người còn lại sẽ đi trốn, trốn khi y nào người đi tìm thấy mình là mình thua. Ok, nói chung là cũng gần chính xác rồi nha, nhưng mà anh Mon đợt này chơi sẽ giới hạn thời gian để đi kiếm, cho nên thành ra là sẽ có một số thành viên sẽ sống được nếu thành viên đó trốn kỹ và trốn giỏi nha mọi người. Ok, thì anh Mon sẽ có 15 phút để cho tụi này đi trốn, và sau đó anh Mon sẽ có 20 phút để đi tìm tất cả các thành viên. Thì khác cái clip lần trước thì hai clip lần trước là đứa nào thua thì bị phạt. Còn lần này thì anh Mon sẽ ngược lại xíu cho mọi người, đó là ai sống thì được thưởng. Đã không? Đã. Biết được thưởng gì không? Đã. Được thưởng mỗi đứa cây đít. Thật ra giỡn là mọi người, đó chính là nếu mà thắng, nếu mà sống thì anh Mon sẽ cho được là một phút đi siêu thị gom được đồ món đồ nào bỏ trong cái gỗ thì anh Mon sẽ thanh toán món đồ cho đứa sống nha. Thiệt không? Thiệt. Trời, nhưng mà anh là em biết uy tín à. Ok, anh Mon quên nói nữa các bạn ơi, là lượt lần chơi này, trong video lần này thì có một mình anh Mon bắt thôi. Bởi vì anh Mon ra kèo thì anh Mon sẽ bắt, và nếu mà ai thắng thì anh Mon sẽ trả kèo cho người đó nha. Ok, thì bây giờ như anh Mon nói hồi nãy thì anh Mon sẽ có 15 phút để đi lên ngược lên trên. Ở đây là đồng ruộng các bạn. Thì anh Mon sẽ đi lên ngược lên trên cái mà lộ.
thì anh Mon ở ngoài đó, thì tất cả thành viên sẽ được trốn bất cứ ở đâu trong cái đồng ruộng này. Mọi người thấy không, rất là to đúng không mọi người, rất là to luôn. Vậy là bây giờ anh Mon sẽ xếp giờ lên, tổng cộng là anh Mon sẽ có 15 phút để đi ngược lên trên kia nha mọi người. Ok, bấm đấy, khi nào nó kêu tít tít là anh Mon đi xuống bắt mấy đứa bay nha. Ok giờ chạy đi, giờ tụi mình sẽ đi lên ngược lên trên ngoại lộ nha các bạn. Rồi mọi người chào mình đi rồi xong. Ừ vậy đó, giờ vô clip mà. Giờ mình sẽ đi trốn ở từ cái đằng kia. Mình sẽ chạy lên luôn, chạy map cái ruộng luôn. Rồi xong mình sẽ chờ cho anh Mon tìm lòi lìa luôn. Thấy không chị này. Mọi người ơi, bây giờ anh Mon đang đi lên phía trên lộ rồi. Nên tụi mình sẽ đầu tư 5 phút 5 phút để mà làm cái này đặng đánh lạc hướng anh Mon nha mọi người. Ok. Chị ơi em phải tưởng này. Chết bà. Gớt gớt dụng cụ, gớt gớt dụng cụ làm mà. Gớt dụng cụ đánh lạc hướng rồi mọi người ơi. Trời ơi bay ơi bay. Gớt dụng cụ đánh lạc hướng. Thì mình rất là trâu bò và lầy lội. Chắc chắn phần thắng nằm trong bàn tay mình rồi. Với lại các bạn nhớ ấn like, subscribe và tap đứa bạn của các bạn vào đây để xem chung cho nó vui nha. Thời gian còn dài lắm các bạn nên mình sẽ đi từ từ nha. Mình tính là mình sẽ đi tuốt ngoài kia luôn nha các bạn. Mình không biết trong thời gian đó thì mình sẽ chạy được không. Mình nghĩ chắc là sẽ được mà. Hãy tự tin vào bản thân đi. Không sợ, không sợ. Ok, bây giờ mình đã đi ra tới ngoài lộ. Và bây giờ chắc mình sẽ bấm giờ lên nha các bạn. Tại nãy giờ đi từ đó đi ra tới đây mất hết 2 phút rồi. Sẽ ăn gian mất thời gian của tụi nó 2 phút. Thì giờ mình sẽ bấm giờ lại. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, mình cho nó đếm ngược lại. Thì khi nào nó kêu tít tít thì mình đi bắt. Ok, mình sẽ đi về cái hướng trồng dừa nha mọi người. Ok. Chị ơi, chị hãy giải thích về cái hạch của chị đi. Để lát đi mọi người. Bây giờ xíu nữa mọi người sẽ biết cái kế hoạch đánh lạc hướng của mình nha. Giờ mình sẽ bắt đầu đánh lạc hướng anh Mon. Mình đã đem theo cái áo khoác này, mặc dù rất là nóng luôn. Rồi, đầu tiên là mình sẽ máng nó lên trên cái cây này, cây mà người ta dựng cái lưới này nè. Ok, còn cái đôi dép. Đôi dép này thì mình sẽ đi nhúng nó xuống dưới sình nha mọi người. Gần đây là chị Vi quá là đầu tư rồi. Ok, mình sẽ mang cái dép này lên. Mình sẽ mang cái dép này lên. Trượt xuống đây là dính thiệt luôn á. Nhìn chân chị nè. Tính làm chơi thôi mà bị thiệt chị trời. Cái gì vậy bà nội? Chị ơi, chị đi bên đi. Rồi. Thấy bà nội. Không gỡ được cái dép. Chết mẹ rồi. Mình sẽ để ở đây, ngay cái đường này, để Mon nghĩ mình trốn ở đâu gần khúc này nha. Đằng kia có cái áo của mình. Mình nghĩ là anh Mon thấy cái chấm màu xanh xanh đó, anh Mon sẽ tưởng là mình sẽ trốn ở khúc này. Và nói chung là mình sẽ đi hướng khác nha mọi người. Hướng ngược đi, lại. Đi khỏi cái chỗ này luôn. Mình sẽ đi lên trên này. Chạy thôi, sắp hết thời gian rồi. Chạy muốn tuột quần. Giờ mình sắp đi hết cái ruộng này rồi. Giờ mình chỉ việc ngồi đó xem mấy kia bị bắt thôi. Quá là sáng tạo. Một vĩ đại của sao ta. Mình lấy được bằng sáng tạo nội dung rồi các bạn. Làm sao vậy? Chắc mấy năm thôi mình sẽ là YouTuber nổi tiếng nhất thế giới. Các bạn ơi, mình mới thấy một chỗ trốn mới. Rất là hợp lý luôn, lý tưởng chứ. Ở đây bao không thấy luôn. Ở đây có vẻ tạm ổn các bạn ơi. Mình sẽ trốn ở đây. Mấy đứa kia nó trốn đâu hết trơn rồi mọi người. Chị ơi, cậu chồng kìa chị.
đâu. Ôi, cầu vồng mọi người ơi. Quá đẹp quá mọi người. Qua cầu vồng quá đẹp luôn. Chắc hôm nay là một người rất là may mắn. Hy vọng tụi mình sẽ thắng nha. Quá mệt rồi. Cầu vồng đẹp quá. Ở đằng trước đằng đó đó. Đúng rồi. Mình chắc mình nghĩ là anh Mon sẽ không tìm tới mấy cái chỗ mà càng xa vậy đâu. Tại vì mình nghĩ là nếu tụi mình chạy ra xa vậy á là sẽ mất nhiều thời gian lắm. Mình cũng đang ngồi gần Thư lắm nha các bạn. Thư nó ở sau lưng mình, còn mình thì ở chỗ này. Khoe các bạn luôn là mình mới vừa đi tiệm xăm về nè. Các bạn thấy gì không? Đây là con lãi. Ừ đúng rồi, con lãi. Đây là mắt buồn, mặt cười gì nè các bạn. Thấy không? Ừ. Rồi mình có xăm thêm con rắn ở đây nè. Đây các bạn. Con rắn nè. Bày ơi, bay ơi, bay. Ừ. Đây là con lãi. Giờ mình sẽ ngồi ở đây nha. Quyết định rồi. Alo mẹ hả? Alo. Mẹ hả? Mẹ điện con có chi không? Con đang quay phim. Ừ ok. Cái gì? Chiều nay về hả? Dẹp đi. Bận quay phim rồi. Sao không được chứ? Chút về. Tầm 1 giây nữa. Thôi cấp máy à, đang quay phim. Ok. Bye mẹ. Ồ ok. Hiện tại đã gần 8 phút trôi qua nha các bạn. Và anh Mon đang rất nóng lòng để mà đi bắt tụi nó luôn á. Vì giải thưởng thì mình sẽ cố gắng chiến thắng nha các bạn. Một phút lấy bao nhiêu món đồ ở trong siêu thị thì anh Mon sẽ tính tiền bao nhiêu món đó cho mình. Cố gắng thôi. À, mình phát hiện ra anh Thành mọi người ơi. Không ngờ Thành nó cũng trốn xa giống như mình luôn. Chị ơi chị. Chị hả? Đằng kia có đám mây y chang con Mimi luôn kìa chị. Đâu? Đó, đám mây hình con mèo. Ồ. Chị thấy giống như cái con chó bù đô á. Thôi chị Vi. Chị Vi ở đây đi, em đi qua bên kia. Giờ chị Vi trốn ở đó, lỡ anh không thấy cái mình cũng bị lây luôn. Mình đi ra chỗ khác quay mới được. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là anh sẽ đi bắt tụi nó. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải khởi động và tập thể dục thể thao cho sức khỏe dồi dào cái coi. Hey. Rồi xong tập thể dục xong rồi nha các bạn. Tập thể dục vừa vừa thôi, tập thể dục quá lát sức đầu chạy. Các bạn ơi, mình nhìn trên cái camera này là chắc tầm 13 phút 20 giây rồi các bạn. Nên là còn chắc còn 2 phút mấy anh Mon sẽ đi tìm nha các bạn. Vì mình ở trong đây nè, nó hơi bị ngứa. Mấy cái lúa này nó đâm vô người hơi bị ngứa luôn các bạn. Nhưng mà không sao. Vì một phút đi siêu thị nên là mình sẽ cố gắng nha. 14 phút rồi nha các bạn. Cái trò chơi này rất là trốn kiếm này rất là gay gắt luôn. Chứ không như kiểu như là không như trốn tìm mấy cái bình thường. Mình hay có cục tung này nọ. Cái này là anh Mon sẽ đi kiếm tụi mình. Nếu mà anh Mon thấy tụi mình thì tụi mình sẽ bị thua. Không kiểu như là không có chạy nếu anh Mon đụng được. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, chúng ta đi bắt tụi nó các bạn ơi. Mình là con Mon, mình sẽ đi bắt chuột ngoài đồng. Đi tìm những con chuột các bạn ơi. Đây, let's go. Anh Mon đã cài 20 phút nha các bạn. Bây giờ anh Mon sẽ bấm ngược. Thì trong vòng 20 phút anh phải tìm được 5 con chuột. Nếu không có một con chuột là sống sót thì con chuột sẽ được thưởng. Và anh Mon sẽ bị mất rất là nhiều sen. Cho nên anh Mon phải quyết tâm để kiếm được 5 con chuột luôn nha. 3, 2, 1, 20 phút bắt đầu. Đó là đếm ngược các bạn ơi. Và chúng ta phải cố gắng lên. Đây. Ok, bây giờ anh Mon nghi ngờ là tụi nó đang trốn ở trong cái vườn chanh này nha các bạn. Cho nên giờ anh Mon sẽ đi một vòng. Đi một vòng thẳng từ đây tới đằng kia luôn. Đó thì là anh Mon sẽ gọi là dễ quan sát tụi nó hơn nha. Đó, cố gắng đi nhanh nhanh mới được. Các bạn ơi, mình thấy con Mon nó gà quá à. Chắc nó sẽ không bắt được mình đâu. Không sợ, không sợ. Nếu mà anh Mon có coi được cái đoạn này á thì
Em không xin lỗi anh nha. Em nói trước là anh rất là gà luôn á. Anh gà tới nỗi mà không tìm ra tụi em. Trời ơi. Núp vô cây xài núp vô. Không nghe tiếng một con chuột nào hết trơn. Bắt đầu bị mệt rồi nha các bạn. Cái bộ đồ đã làm anh Mon rất là nực luôn, rất là kiểu như mất nước luôn các bạn. Ướt cái lưng hết trơn luôn rồi. Ê, mình mới nghe tiếng anh Mon. Rồi, tới công chuyện rồi. Thôi kệ. Công nhận mấy con chuột này trốn kỹ thiệt, 2 phút rồi không phát hiện động tĩnh bất kỳ một con chuột nào cả. Trời đất ơi, nguyên một khu vườn rộng như vậy không có đứa nào trốn ở này luôn. Bây giờ cùng anh Mon chạy thiệt là nhanh, bởi vì chuột á, muốn bắt chuột thì mình phải nhanh hơn con chuột các bạn. 3, 2, 1 chạy. Chuột này chắc nó vô hang hết trơn rồi. Không có một con chuột nào ở ngoài hang này cả. Chạy quá rồi, chạy luôn nha, không thấy con nào hết. Và hiện tại chỉ còn có 17 phút nữa nha các bạn. Còn 17 phút cuối cùng. Hả? Gì? Hồi nãy em nói là trong vườn này cũng không được trốn luôn. Trời ơi, bay ơi, bay. Ủa, vậy nãy Caramel nói với mấy đứa kia là trong vườn không được trốn trong vườn này hả? Ừ. Sợ bị chủ vườn ra hả? Ừ. Vì nãy tao chạy hết mập hết 4 phút rồi mới nói. Tôi thiệt là tôi tức dập mặt Caramel luôn. Ok, vậy là chắc chắn khả năng ca trong vườn này không có ai rồi. Bởi vì Caramel nói là không được trốn trong vườn này. Bởi vì vườn thì nó không phải là ruộng. Còn anh ta tiếp tục trốn là trốn ngoài đồng ruộng các bạn. Thì là chúng ta đã mất 3 phút 30 giây một cách rất là lãng nhách. Ok, giờ đi ra ruộng tiếp. Các bạn ơi, mình đang đi trốn chắc mình nãy giờ mình đi chắc nửa miếng ruộng này luôn rồi đó. Ở đằng kia tuốt ở kia, hồi nãy nó rất là trống luôn, bây giờ lúa nó che bít lề nè. Giờ mình sẽ đi sâu xuống dưới nữa, tuốt dưới kia luôn mọi người. Hy vọng là không có cô chú nào đi xịt thuốc giờ này. Xịt thuốc giờ này là chết tụi mình đó. Các bạn biết gì không, bây giờ là đến mùa người ta sắp cắt lúa rồi nè, nên mấy cây lúa này nó đã chuẩn bị vàng để người ta thu hoạch đó. Các bạn ơi, anh Mon chịu hết nổi à. Anh Mon phải lột da thôi. Thật sự là mấy con chuột này là anh Mon cảm giác như mình không ổn rồi các bạn. Là kiểu giống như là anh Mon có cảm giác là sẽ có 5 con chuột sẽ được đi siêu thị. Let's go. Hiện tại là còn 15 phút đúng nha các bạn. Chúng ta phải cố gắng không nữa. Giờ viết thời gian bằng những bài thơ đi. Mon ơi, em bảo anh này, anh ra ngoài ruộng mua thịt cày giúp em. Cái gì vậy? Mua về em bỏ. Ủa? Mua về chồng em nấu làm kem. Anh Việt ngồi đó nấu kem thịt cày. Không, ăn kem thịt cày. Có khả năng rất cao là mấy con chuột nó sẽ nằm ở trên cái đường đi ruộng các bạn. Chờ đi thử một đường coi thế nào. Phải săn quần lên thôi. Cái quần nó làm anh Mâm khó di chuyển quá các bạn ơi. Đó, phải săn cái ống quần lên thế này nè, di chuyển nó mới lẹ. Quyết tâm phải bắt được 5 con chuột. Mình nghĩ lần này Mâm sẽ thua nha. Tại vì mình thấy mấy đứa kia nó trốn kỹ quá à. Mâm có một ý này rất là hay nha các bạn. Đó chính là lúc này trời đang rất là nắng và chuột nó chỉ thích những cái chỗ mát mát thôi. Các bạn thấy những cái đường đi này không? Rất là mát. Mâm đang nghi ngờ là tụi nó sẽ nằm dưới đó nha. À.
Anh ơi. Mình sẽ nằm xuống nha, mình thấy anh Mon sát đất mình luôn á. Anh Mon đây nè. À, các bạn ơi, con Ngân nó nói là thấy anh Mon nha. Thật sự là anh Mon thấy thử thách này nó cực kỳ khó luôn nha các bạn. Cánh đồng này rất là to luôn. Dừng cái nút á. Ê, từ từ, anh Mon đã phát hiện một cái điều rất thú vị. Đây chính là cái áo của con chuột Quy Quy nha các bạn. Áo con chuột Quy Quy đã bỏ lại. Đây chính là chắc chắn là Di rất là thông minh, nên chắc chắn đây chính là một cái điều hổ Ly Sơn. Bảo đảm luôn. Nhưng đây cũng may mắn là chúng ta có cái này để chúng ta di chuyển cho đỡ nắng cái đầu các bạn ơi. Chắc chắn là một cái điều hổ Ly Sơn. Hay có chị Vi ngu không có điều hổ Ly Sơn thôi, chị Vi mệt đó, chị Vi tháo quá, chị Vi bỏ đó không ta? Kệ đó, chị Vi khôn lắm mọi người, phải suy nghĩ là như vậy. Nó đang chạy lên chỗ mình. Từ từ. Anh phát hiện một dấu vết nha các bạn. Những cái sợi này là kiểu nó không thể nào nằm ở đây được. Với bụi cỏ này có cái vết nằm xuống các bạn, là chắc chắn tụi nó đã trốn ở đây. Bây giờ không còn ở đây nữa. Khả năng cao tụi nó đang trốn ở gần đây. Đây nè, đây cái vết cỏ nè các bạn. Thấy không? Vết đường đi này rất là mới nha các bạn. Đó. Ông Mon còn ở xa lắm các bạn ơi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Còn 7 phút hay mười mấy giây nữa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cánh đồng bên này. Cái cánh đồng ở chỗ này tôi đã cho tụi mình kiếm là không thấy nha các bạn. Hiện tại chỉ còn có 5 phút 30 giây. Đốt cháy ra nào. Đốt cháy năng lượng lên. Đi thôi. Mình nghi ngờ có thể có một con chuột nào đó đang trốn ở trong cái vườn dừa này. Bây giờ mình sẽ đi thử một vòng nha các bạn. Anh nghĩ cái áo này chính là ký hiệu chị Vi để lại để cho chị, để mình dễ bắt tụi kia hơn nha các bạn. Thế bây giờ chúng ta phải quay ngược trở lại ở cái vườn dừa múc múc gần kia kìa. Và chúng ta chỉ còn có 3 phút 10 giây thôi à. Cố lên. Thôi bây giờ chúng ta sẽ thua rất nặng luôn nha. Các bạn ơi, đây là trứng ốc nè. Hồi nãy thì mình lỡ để cái tay mạnh quá nên có vài em ốc nó đã đăng xuất, nên con xin về thằng ốc hãy đừng có ám con. Nếu có kiểu sao mấy em ốc hãy biến thành mấy con ốc nào càng to càng bự ăn vô cho nó ngon, chứ đừng có chọn mấy con ốc này dễ ăn sức lắm. Mô gì đà Phật. Mình cũng không biết ăn cái con ốc vu vàng nữa. Chưa từng nghe là ăn cái con này được luôn á mọi người. Nhưng mà em nghe được mấy bà của em nói là mấy con á hồi đại xưa người ta hay bắt nó về xào me ăn. Nghe nói là rất ngon. Mỗi lần em nghe mấy bà em kể về mấy món ăn đó, hai hàng nước miếng của em nó chảy vòng vòng vậy đó. Bữa nào làm clip sinh tồn mình sẽ thử bắt mấy con ốc giống vậy. Mình sẽ làm clip cho mọi người xem thử nha. Hai phút 30 giây cuối cùng,
rớt chắc hết năng lượng cước luôn. Rồi phải ít nhất phải bắt được một con chuột. Chụp luôn cái áo của chị Vy luôn đây. Để nhanh hơn nữa. Hãy lột hết bộ đồ mon ra. Bỏ đồ mon đây luôn. 1 phút 30 giây cuối cùng. Dép con chuột Vy Vy nữa nè. Con chuột đầu tiên. Tất cả con chuột đầu tiên. Con chuột thư. Đó, con chuột thứ hai. Đây là hai con chuột ai, con chuột thứ hai. hai mươi giây cuối cùng lên lên tiếc quá tiếp tục tiếp tục lên lên chạy đổi tên mời còn 9 giây hả hết thời gian rồi các bạn ơi. Thật may mắn là chúng ta cũng đã bắt được 2 trên tổng số 5 con chuột. Tại mình cảm thấy là nếu hồi nãy mình đi đường này là mình đã tốt hơn rất là nhiều các bạn. Nên mình không nghĩ đó là một ám hiệu, một ký hiệu gì đó. Hoặc là anh Mon đã đề cao chị Vy quá cao. Kiểu như anh Mon nói là chị Vy bỏ này lại để chị Vy vô đâu kích tay. Thật ra không phải như vậy. Là chị thật sự chị Vy đã bỏ lại các bạn. Rồi chạy tiếp. Tự lo tự đây tự này con anh Mon như là mấy đứa giờ mọi người thấy ảnh rồi xuống anh Mon đâu anh Mon cái anh mặc áo trắng đó chị trắng nào cái chỗ anh ơi, nãy chị làm bẫy đó các bạn ơi. Mặc dù bây giờ đã hết thời gian rồi nhưng mà mấy đứa kia vẫn chưa biết là hết thời gian nha các bạn, cho nên thành ra giờ chúng ta giả bộ chúng ta bắt được để coi phản ứng của ba con chuột kia như thế nào nha. Ok mình okay. mình đồng ý ok bây giờ đi bắt thử nha các bạn. Anh Mon nghe tiếng tụi nó rồi. Chúng ta phải cố gắng là làm cho mình trong một cái tâm trạng là mình đi bắt thật nha các bạn. Cố lên, cố lên. Trời các bạn ơi, các bạn ơi, nó còn tới 15 phút là anh cố lên bắt được 2 con chuột rồi. Cái gì vậy bà nội? Bà nổi vậy đó cho tụi nó sợ. Trời ơi, okay, còn tới 15 phút nữa. Còn 15 phút nữa. Mà tôi nghe tiếng của hai mấy con chuột ở ngoài này. Nãy giờ bà ủa bạn sao đứng lên bạn trời ba ơi anh Mon ơi ôi đừng có lẹ lên trời ơi chết chị rồi mình lên lên mới kịch tính nha các bạn lẹ lên chuyện gì mình không nên giấu giếm quá nhiều có gì có tiền thì mình hãy giấu giếm được á mấy cái chuyện nhỏ nhặt này thì đừng có bao giờ giấu giếm. 5 phút đầu tiên bắt được 2 con rồi trời ơi chưa bạn nói là mình hết hồn luôn mọi người. Tự nhiên nó đứng lên rồi nó đứng lên mà nó đứng giống như là đúng rồi nó còn la lên nữa. Không biết chỗ này an toàn chưa ta? Muốn biết an toàn hay không để em làm cho. Anh Mon! Cái gì? Cho dù cho mình cho một tiếng đồng hồ mình cũng không thật sự bắt được hết tất cả được đâu mọi người. Thôi cái nồng này quá to luôn. Anh Mon! Mon ơi! Con Mon thôi đi cho thằng tin đâu rồi? Mon! Còn chưa thấy người ta lại. Mình đang nhìn coi mình có đeo không mọi người ơi. Những con mon đồng ác. Mọi người xuất vậy rồi bị bắt bây giờ. Không thấy mon mọi người ơi. Trời mình thấy thằng Thành. Thành đâu? Thành đâu rồi? Mình
mọi người đợi đây xíu nha. Mình đang thấy anh Thành nó đi tới nè mọi người, đợi xíu nha. Mũ đen bà da xanh xa lắm. Thành kìa. Hello, chúng ta đã gặp lại nhau. Ủa, người ông nội lại ăn chi vậy? Chị Vi chưa chết mọi người ơi. Còn sống sợ sợ nữa. Mình tưởng chết rồi chứ. Trời ơi, bay ơi, bay. Chị mà gà vậy sao? Đừng có lo. Anh Vân ơi, Thành ở đây nè. Anh Vân đã mất tiêu rồi. Không có ảnh mình đi mới chấp kêu. Anh Vân là cái thằng gàm à. Thấy ơi, thấy hai chỗ mà. Thấy ơi. Anh Vân không thấy mình, không thấy mình mọi người. Không thấy gì, mình cứ làm Thành đi. Thầy ơi, còn tới 17 phút lận á. Mà bị lộ vị trí rồi hả? Để coi tụi nó hết hồn không? Không biết hết hồn không, xém mà té mẹ luôn rồi. Ôi kìa, đang qua kìa chị. Nếu mình chạy đường này thì tụi nó chắc chắn tụi nó sẽ chạy đường kia. Cho nên bây giờ mình sẽ bọc ngược lại nha các bạn. Rõ ràng là trên cái đường này mà đi lại đây thì mất tiêu. Công nhận chuột đồng trốn kỹ thiệt chứ. Đó là chúng ta vẫn còn một đường ruộng đó các bạn, đi thử tiếp nè. Bay ơi, bay ơi, bay. Ông cứu bay. Chị Hằng Thanh kìa. Có Hằng Thanh rồi. Anh Thanh là một thằng cảm ơn. Á đù, cái tự nhiên chết hả mọi người? Chết người ta chửi. Mình thấy anh Mon mà hình như hết thời gian rồi, cho nên là anh Mon ảnh không có kiểu như chạy lại bắt mình á, cho nên mình nghĩ là hai đứa mình đã thắng rồi mọi người ơi. Anh mình Mon sẽ đi đúng ra. Là một thằng gà mờ chỉ con bọt. Ok ok, còn 4 phút nha các bạn, mình mới bấm thời gian, hết thời gian lâu rồi mà. Ok, giờ sẽ lại nói với nó là nó bị bắt hết rồi. Mình đang ghi ở chỗ anh Mon tất cả bị bắt hết trơn nha các bạn. Chúng ta còn 3 phút 38 giây nha các bạn. Ủa? Cái gì vậy? Nè, có đồng hồ không? Cái quần gì vậy? Ủa, tụi em xem kìa. Nè, 3 phút 3 mấy giây nè. Trời ơi, đến chưa? Hoàng. Sao? Là bắt bao nhiêu phút? Bắt 20 phút. 20 phút. Theo thời gian mình đã tính toán là anh Nhân bấm phút từ hồi 2 phút 41 giây. Đúng rồi, 2 phút 41 giây. Cái đó là 15 phút đầu tiên anh đi ngoài lộ. Đúng rồi. Rồi sau đó khi nào anh xuống anh mới bấm giờ. Hồi nãy do có cộng lông mèo dính trên này cho nên mình đã cắt một cái, mình đã tắt cái đoạn đầu tiên rồi. Giờ đoạn này quay được 20 mấy phút, rồi đoạn nãy là 30 mấy phút. Là bao nhiêu phút mà anh Mon thắng? Các bạn ơi, tóm lại là anh Mon đã thua, anh Mon đã xạo á. Anh Mon tính cho anh tụi nó thì tụi nó phản ứng kịch liệt các bạn. Không. Thắng là thắng, anh Mon không được vậy, chơi vậy mình rất là bức xúc nha mọi người. Tụi này bức xúc hơn nè các bạn. Đấy. Còn đúng 10 giây nó bị bắt. Vậy, trời, 10 giây cuối cùng. Hai 10 giây cuối cùng nó bị bắt các bạn. Rồi ok, bây giờ là anh Mon đã để sẵn 3 con chuột, anh Mon chịu thôi các bạn, đưa 3 con chuột đi siêu thị thôi. Mình bị đứt tay mọi người ơi. Hồi nãy mình đụng vô cái vết thương nó chảy máu ra. Các bạn nhìn cái tay mình nè. Giờ mình sẽ đi về nhà đặng rửa tay rồi xong cái mình bó nó lại. Hôm qua là nó lành rồi trên, nhưng mà hôm nay mình lỡ đụng vô nó bị chảy máu ra. Bây giờ anh Mon sẽ đi trả kèo cho mấy cái người thắng. Thì tổng cộng chúng ta có 3 người thắng. Thứ nhất là anh Thành, thứ hai chị Di và một thành viên nữa là anh Băng. Nhưng mà bữa nay Băng nó bận đi học rồi nên không có lên đây được. Mình sẽ chở bạn nó đi sau nha bạn. Thì bây giờ mỗi thành viên sẽ có 1 phút. Ở chỗ anh Mon thì nó không có siêu thị, nên sẽ đi một siêu thị mini để bánh hoa xanh. Ok, và Thành trước đó, đầu tiên là Thành đi trước nha. Thôi giờ mình lấy cái gỗ sẽ đi lấy những tất cả gì mình thích trong thời gian là 1 phút nha các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Thôi thì tất cả mình lấy đồ ăn nước uống rồi, còn thiếu gì nữa ta? Cáp ơi. Lẻ đi. Thời gian ngắn ngủi các bạn nha. 31, 32 giây rồi các bạn. Ý sao vớt vậy trời. Lấy luôn, vớt thì lấy luôn. 42 giây rồi, 42 giây rồi.
51, 53, 54. Hết thời gian rồi, lỗ 5 giây rồi. Ok. Quên các bạn ạ. Đã không? Quá là kem luôn. Ok, giờ sẽ đi thanh toán có bao nhiêu tiền. Tổng thiệt hại của đại ca này đó chính là 272.000. 3, 2, 1, bắt đầu. Để từ thôi. Ủa, để ông dặn chưa? Để ông dặn chưa mua được gì hết chứ. Rớt, rớt một ngón. Đúng lên, đúng lên. 24 giây để chơi qua. Cái gì? Chị thích thì chị lấy đi. Để tất cả mọi thứ luôn. 44 giây. Anh mình thấy đau đau thảm á, đau thảm mất chạy luôn rồi. Em cũng 50 giây đã trôi qua. 5, 4, 3, 2, 1. Vừa hết giờ luôn các bạn. Rồi, rồi thấy cái này hơi nặng, đau thảm quá trời luôn rồi. Giờ đi tính tiền nha.